Thôi chị cho em uống thuốc đi, đáng cũng được. Uống thuốc á? Chị đừng có đừng bắt em về tiền khổ em đâu. Đương nhiên đường lạnh mưa gió, nhớt nhát bẩn quá đi mất rồi. Mày thấy không? Mưa gió mà anh đi đâu từ sáng giờ thấy mặt mũi ấy. Anh vừa đi xuống cho cái quán cái nhà con bé nó mở cái quán game cho bọn trẻ con. Thôi chết lên. Rồi lớn đầu như thế này rồi mà đi xuống đấy để chơi game là thế nào? Thế trẻ nó chửi cười chứ à? Không phải nó chơi game. Thế mà giờ đâu vào quán game phải làm cái gì? Bởi đừng có mà đua đòi học theo cái bọn mới lớn như bây giờ, không có tiền đi chơi đâu đấy nhé. Chưa nói xong đã cái hai cái thôi. Thấy người ta bảo là cái quán đấy là trẻ con nó hay trốn học, nó hay rút vào cái quán game đấy để nó đánh game điện tử với nhau, nó bắn nhau ghê gớm lắm. Thì chả thế thì gì? Thì tao vào đấy tao xem để kiểm tra xem thằng cu nhà mình nó có hay ra đấy không? Thế có nó không? Không. Mà nó đúng đi học. Rồi, con nhà mình nó ngoan như thế, từ trước đến giờ điện thoại còn không biết dùng để làm sao biết chơi game đúng không? Mà nhá, tao ở đấy rất là may nhá. Thế nào? Vừa ra khỏi quán cái một cái xe đi qua cái quán đấy cái mà 6-7 đứa trẻ con mất mạng luôn. Thế nào? Tai nạn giao thông à? Mày tao không việc gì đấy. Thế tại sao cái xe đấy nó đi kiểu gì mà bọn nó dàn ngang à? Hay là lai nhau cặp 3 cặp 4? Nó đi nó đứt dây điện làm 5-6 đứa trẻ con đang chơi game mất mạng luôn. Rồi. Thế không có nguy hiểm không? Mà nó bị điện giật à? Mà quanh đây nào mà đen thế, những 5-6 đứa liền. Điện giật cái gì mà điện giật? Thì đứt dây điện thì mất mạng chỉ có điện giật thì chết đúng không? Nguy hiểm thôi nhưng mà lẽ trở thành may mắn cho gia đình nhà nó. May mắn cái gì? Giờ chết một lúc 5-6 mạng người như thế. Thế mà lại còn may à? Thì chả may à? Bố mẹ nó đỡ phải tốn tiền cho chúng nó còn gì nữa thì chả là may. Ai hay tính thế nào mà kêu bảo là may? Mình nuôi một con. Đi chơi game thì giờ mất mạng rồi thì không chơi được game nữa thì chả đỡ phải tốn tiền của bố mẹ nó à? Chết một lúc 5-6 mạng người như thế. Chết đâu mà chết. Thì mất mạng chả là chết còn gì nữa? Nó mất mạng ấy là chúng nó không có mạng để mà chơi game nữa, hiểu không? Rồi, nói cái mồm. Nói thì phải tả cho nó đúng sự thật vào chứ. Làm người nghe hoang mang. Thế chả may à, nó bị mất mạng không? Chúng nó không chơi game được nữa, chúng nó phải đi về nhà. Bố mẹ nó đỡ phải đi tìm đấy, chả là may à? Thế thì phải tả là cái xe nó làm đứt dây điện. Thế là trẻ nó mất điện, nó không chơi game được. Phải nói đàng hoàng như thế thì người ta nghe, người ta tí để bắn tim khỏi lồng ngực. Mày thấy không? May chưa, con nhà mình nó không hư hỏng thế. Bố, con đi học về rồi. Ôi, con trai. Thế về số với con được nghỉ một tiết à? Bố là bố cấm nhá, không được đi chơi game như các bạn nhá. Mà hư mà nó hỏng cái mắt ra là nguy hiểm lắm đấy. Anh đừng có phủ đầu nó thế. Biết con thì mình nó ngoan rồi mà làm nó sợ bây giờ đấy. Nhưng mà hôm nay ở lớp có gì mà vui thế, sao lại cứ cười thầm? Hôm nay con được điểm 10 ạ. Được điểm 10 thật không? Thế thì phải thưởng cho nó. Ai vào bắt con gà. Hôm nay một mình ăn hai cái đùi nhá. Thế con trai, con được điểm 10 môn gì? Con được điểm 10 môn chào cờ. Điểm 10 môn chào cờ? Sao chắc lại điểm 10 môn chào cờ là thế nào? Hôm nay con được cô giáo tạp trước chào cờ ạ. Ôi dồi, thế mà điểm 10 đấy là 10 cái đạt bản kiểm điểm chứ không phải điểm 10. Trời ơi, mà hư kịch cái gì mà để cô gọi lên đứng trước cờ thế con? Trời ơi, thế mà gọi là còn bản ấy được điểm 10. Cả trường có mỗi mình con cô giáo được lên giường con thôi. Lại còn khoe là cả trường có mỗi mình con là được cô giáo đưa lên trên trường trước cờ. Được rồi, lần sau thôi, hoàng vào nhé. Đi vào đây học hành đi, thì bố còn dọn dẹp. Chết rồi, sao mà giữa kỳ 2 rồi nghịch cái gì mà còn bị lên đứng trước cờ nữa cơ. Tại A Hi nhá. Em dạy con học hành kiểu gì đấy? Thì A Hi suốt ngày rượu trẻ, có chịu ở nhà hướng dẫn nó học đâu. Tao chả bảo nó học à? Bảo thì phải ngồi đấy kiềm nó. Vào
học đi nhé. Xong bắt đầu đi một phát thế là nó trôi thì làm sao? Thì chả thế à? Thế là nó giống bố là còn gì nữa. Ngày xưa bố nó đây học chưa bao giờ phải bị đứng trước cờ nhé. Chỉ có lần cô giáo đuổi thẳng cổ thôi. Đấy, thì cũng ít nghịch quá mới bị đuổi. Bây giờ nó thừa hưởng cái gen đấy của bố nó là phải rồi. Từ cái ngày đấy tao để tránh đi khỏi là đứng trước cờ là tao không thèm đi học nữa. Bực cả mình, thế đi vào đi. À, ai bị thế nào đấy? Mày rút, rút cái này ra đi. Ôi chết rồi, dám dính đinh rồi. Ôi chào ơi, lại còn đinh là còn đinh gì nữa chứ. Ai, bỏ chân ra là mấy thanh rút. Ôi ơi, thế nào, tiền sư bố cái thằng nào nó đóng đinh ở đây để chồng bà dám phải nữa chứ. Có bị sâu không? Chảy máu leo lao rồi ai. Thôi thôi, đứng lên, đi vào đi. Để mấy thanh lấy rẻ để buộc. Đứng lên đi còn khóc cái gì nữa. Nhanh là chảy hết máu bây giờ. Sao chó tao lại khổ thế này chứ? Mà không biết cái thằng nào đóng đinh vào đây ấy. Thằng nào? Tao ấy. Thế mà người ta vừa chửi tiên sư bố cái thằng nào vẫn cứ ở im. Mày ra lên mày liền nhắm cái tâm đây ra đây. Thì đang dọn rác còn gì nữa. Thôi đi vào đi tiêm đi. Do đầu quần bán là phải cắt mất chân đấy. Cái gì mà ghê gắn chứ. Thì người ta bảo là răng đinh đinh này. Mà không tiêm phòng là nó bị nhiễm trùng máu là uốn ván là phải cắt chân đấy. Tao không có tiêm đâu. Mày biết là tao từ trước giờ tao có tiêm bao nhiêu đâu mày bỏ tiêm. Thế thì muốn đi hai chân thì đi một chân. Đấy thấy chưa. Mới có đứng ở lại không vững thì làm sao đi một chân được. Mày đừng có dọa tao, đừng có bảo tao đi tiêm. Khóc cái gì mà khóc. Lớn người rồi, già đời người rồi, phải tiêm. Tao không có tiêm. Tao không có để ai đi tiêm tao. Chỉ có tao tiêm cho người khác thì được thôi. Làm chuyện thì bảo đi nhanh đây, không phải nữa đâu buồn bán đấy. Bác sĩ Lý ơi, bác sĩ Lý, bác sĩ Lý ơi, buồn cấp cứu. Bác sĩ, anh không có vào đây đâu. Nhìn cái mồm vào. Anh không có tiêm đâu, không có tiêm đâu, không có tiêm đâu. Có ở im hay là muốn thả một phát chân đau xuống khỏi phải đứng bây giờ ấy. Bác sĩ. Cái gì mà óc khỏi thế? Không có tiêm đâu. Bác sĩ. Ôi giời ơi. Để vợ phải cắm cả. Em chết vẫn thôi. Bác sĩ ơi, em chết vẫn thôi. Thế nào mà chết? Có vấn đề gì không? Tôi ngồi ở đây còn nhìn cái chị này mà tôi thấy thương thay này. Mà thế nào mà được rồi. Con chả hiểu anh đồng bố trẻ con rồi. Mà nó anh đồng khóc cái gì. Thế nào thì bây giờ thế nào. Cái chân của chồng em Dọc linh tinh. Bác sĩ ơi. Đặt linh tinh à. Đâu đưa tôi xem nào. Chờ ít thôi. Có phải tiêm không bác sĩ ơi. Có phải tiêm không. Chờ ít thôi, bác sĩ đang làm gì đâu. Đâu, không chịu được đâu bác sĩ ơi. Thì bỏ ra tôi xem nào. Chết to lắm à. Không thể để cho bác sĩ đừng có đâu vào. Chị phải dở ra xem như thế nào để còn không đi vá chứ. Để em dở. Quá, nếu mà đau quá thì phải cho thuốc giảm đau vào.
anh sợ thế quay mặt ra kia. Mà chị Hằng nghe rồi, nghe tôi rồi nhắm. Chết nhắm mắt rồi, mà chị Hằng chết nhắm mắt. Không chịu làm nghề nghề tôi. Tôi để em đi làm thôi. Tôi đau lắm. Chị đau quay mặt ra kia với Thảo không? Tôi đang phải nhìn cơ. Bóng thế giả bác sĩ làm. Bác sĩ làm. Để em đi tạo với nghề nghề tôi. Không bỏ ra. Tôi chết ạ. Quá, anh bị đau chân thì liên quan gì đến cái này mà
nay phải uống hết chỗ này à bác Chi? Không phải uống hết, ngày chỉ uống 2 viên thôi. Để uống 2 viên thì uống đến bao giờ tôi nói hết cái thuốc này ơi. Thế anh uống tiêm thôi nha, tiêm chỉ có một liều mỗi ngày một lần. Thôi đi ăn uống cũng được. Đã không dám tiêm rồi, uống thuốc thì cũng lười. Kêu bác Chi tiêm cho bác Nam mà phải dùng cái chi lây to thế này ơi. Mang ra dọa chỉ con thôi, chứ còn ai mình tiêm một cái này. Thế em cảm ơn bác sĩ, em gửi tiền để em về ạ. Rồi, để bà con em ghi hóa đơn cho. Xin cảm ơn bác sĩ nhá. Mà anh đi được, anh tự đi về đi. Mày bao nhiêu vô mình được khỏe bác sĩ? Cái này để anh kiêm cữ tốt thì chắc chỉ có 5 bữa nửa tháng mà khỏi thôi. Là loạn hết cả lên, chưa gì đã gạo ẩm ghê quá. Thôi đi về đi bố. Để trả tiền đã. Anh về cho ra cổng trước đi. Rồi, từ từ. Đây này, anh không có lấy tóc. Cái đây kia kìa. Anh nhìn lại, nào. Nhìn lại em ơi, em không thấy được đâu. Nào đi, lớp vẫn đang quay mà. Em ở nhà mày theo. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Em bảo anh không vào đây đâu. Anh ngồi đây. Anh không phải lo em đâu. Đều đã chịu rồi đấy. Nhưng mà buồn. Buồn cái gì? Lợi dụng cái gì cơ? Sở xuất được lợi dụng. Nào, ok, vẫn đang tiến, đang quay. Bác sĩ, con kia. Không ở đây đâu mà. Bạn ấy không ở đây mà. Bà. Quay đi. Anh ý là. Cái gì cười chị? Buồn đâu, nó buồn đấy. Buồn anh. Vẫn đang quay anh cứ gọi giữ thoải mái đi. Anh không có tiêm đâu, không có tiêm đâu. Không có tiêm đâu. Có ở im hay là muốn thả một phát chân đau xuống khỏi phải đứng bây giờ ấy. Bác sĩ. Im lặng của bác sĩ làm loạn hết lên thế. Anh phải bỏ không đi. Càng quay mặt đi càng đau rồi để em tự rửa. Rồi để em nhìn, không nhìn nó càng đau. Anh báo cho thanh là lùi thanh ấy. Bây giờ để cho lại thanh tự tháo rồi. À đâu, bây giờ móc mùi thanh thì chị đang kêu lên mà thế nào chồng chồng nào mà vợ cũng đau đấy à. Ok.